Mến chào cả nhà. Hiện tại thì Ri đang có mặt ngay chỗ gốc đường Dà Xin đây và đại lộ Võ Văn Kiệt. Trước mặt gia đình chúng ta bên kia là quận 4. Và hiện tại Ri đang đứng đây là ngay chỗ quận nhất đây. Đầu đường Dà Xin nha, ngay chỗ cầu Quận Lãnh đây. Thì hôm nay thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta đi một vòng tham quan cái chợ dân sinh. Xem thì bây giờ thì cũng là 11:45 rồi. Ngày 18 tháng 8 năm 2023 rồi thì giai đoạn gần cuối năm 2023 này thì không biết là cái chợ dân sinh hiện tại thì hoạt động như thế nào trong cái tình hình bối cảnh là nền kinh tế cũng đang thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn và chiến tranh ở thế giới thì liên miên. Thì vào đây để gia đình chúng ta xem rồi cái chợ mà chuyên bán sỉ và bán lẻ lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh này, về các điện gia dụng, điện công nghiệp nè, rồi máy móc thiết bị đây, thì về gọi là kỹ thuật thì ở đây thì xem cái chợ này, ngôi chợ này thì như thế nào nha. Thì ở đây thì mới vào cái đoạn này thôi thì đường dẫn vào chợ thôi thì cũng thấy có nhiều tiệm, rất là nhiều tiệm bán đây. Nhưng mà một cái điều là mặc dù thì bây giờ là cũng là 10:45 rồi, nhưng mà cái lượng khách ở đây thì đi thấy khá là vắng luôn. Ở đây là gốc đường Nguyễn Công Trứ với Dà Xin đây. Để Ri sẽ đi thêm cho gia đình chúng ta lên trên đây. Vào đây thì Ri thấy bán rất là nhiều luôn đây. Các bạc nè, giấy nè. Bạc nè, giấy nè, rồi tất cả các phụ kiện mình để mai rồi niệm mua xe tải rồi đó cả nhà. Rất là nhiều luôn. Ở đây thì phải nói đồ điện quá trời luôn nè. Rất là nhiều đồ điện luôn cả nhà. Mình thấy là những cửa hàng đây là vào về điện rồi trang trí nội thất đây. Các dụng cụ về ngành điện nha, ngành xây dựng thì phải nói là trùng trùng điệp điệp luôn. Bên kia thì cả nhà mình thấy là bảo hộ xây dựng kìa. Tất cả các đồ nghề về thi công công trình nè, về đường xá nè, cầu đường nè, rồi tòa nhà đồ thì đủ hết luôn. Cho nên là ở đây là phải nói là một cái chợ nhưng mà cũng lớn nhất Việt Nam về cái ngành xây dựng này, về điện, về gia dụng. Gia đình chúng ta thấy là các kỹ thuật của anh đo lường và chỉ hướng của các anh mà chuyên đi khảo sát về địa chất rồi đó. Thì đây rất là nhiều mà có những cái mà cái thiết bị mà đi nhìn là đi cũng mang máng thôi chứ không hiểu nào, có thể nào hiểu hết là cái công dụng nó để làm cái gì luôn. Phải nói đây là có những cái cửa hàng cực kỳ lớn luôn, rất là nhiều quầy trong. Nhưng mà ở đây thì Ri có xin bảo vệ vào bên trong để review trong nhà lòng chợ, nhưng mà ở đây thì bảo vệ người ta không cho, cho nên là Ri chỉ chạy một vòng ở phía bên ngoài như thế này đây. Tại vì mấy anh bảo vệ nói là ở trong này thì không có được phép vô quay phim, thì cho nên là Ri sẽ chạy vòng vòng ở phía ngoài này. Thì gia đình chúng ta thấy là đây thì bên đây thì bên đây thì cũng có mấy cái cửa hàng đang đóng cửa đây cả nhà. Mình thấy kiosk ở đây là tất tất vàng đây, nhưng mà hiện tại thì ngay chỗ gốc đường Phan Văn Trường nè và Dà Xin thì cũng đóng cửa rất là nhiều kiosk ở bên đây rồi, trụ không nổi luôn. Tình hình khá là vắng. Một cái chợ mà bán sỉ bán lẻ mà tấp nập lớn nhất ở Sài Gòn đây, mà cũng là một trong những cái chợ mà gọi là về điện đồ là các dụng cụ đồ đó là lớn nhất cả nước luôn. Nhưng mà hiện tại thì gia đình chúng ta thấy là vắng như thế này đây. Nếu mà đem ra đây, nếu mà gọi cái chợ Dà Xin là một cái kho, một cái tổng kho nha, những cái kho mà để hàng là chưa nói, chỉ nói là trong chợ, trong chợ thôi, thì ở đây tài sản nó cũng lên hàng ngàn tỷ đồng. Mà bây giờ là không có khách mua, do là bất động sản đang bị đóng băng và tình hình chung luôn á, của cả nước Việt Nam chúng ta luôn á, thì xây dựng là nó trì trệ vô cùng. Và như thế thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều luôn. Ghi sẽ chạy tiếp luôn, kéo theo. Cho nên là bây giờ là hàng ngàn tỷ đồng tiền vốn như vậy thì ngưng trệ gì. Gia đình chúng ta thấy là ảnh hưởng đến bao nhiêu con người, bao nhiêu là công ăn việc làm, và nó bị một cái chuỗi phản ứng, nó bị sập đi. Thì sẽ kéo theo những cái ngành nghề khác nữa. Thứ mà cái ngành về dụng cụ đây, và các vật liệu về xây dựng đây, và các công trình
trên không, trên bộ, dưới nước luôn thì nó bị ngưng trệ như thế này, thì sẽ kéo theo rất là nhiều cái ngành nghề khác nó cũng bị gián đoạn theo. Cho nên là bây giờ thì nhìn vào những cái khu chợ lớn như là An Đông, như là chợ Bến Thành, như là chợ Bình Tây, như là chợ Dân Sinh, thì cả nhà mình sẽ hình dung được cái tình hình kinh tế của Việt Nam nó như thế nào. Đây là những cái ngôi chợ mà đầu mối lớn, như là chợ về gọi nông sản, như là chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Điền. Thì nhìn vào cái tình hình kinh doanh của những ngôi chợ này thì gia đình mình có thể đoán được là cái nền kinh tế chúng ta đang phát triển ở mức độ nào và phát triển mạnh hay yếu là sao. Thì khu này thì toàn là tòa nhà văn phòng hết cả nhà mình, ngay trung tâm quận nhất này đây. Ngay đây là đường Khí Con, thì khu vực này thì phải nói là quá đỉnh luôn, tất 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 vàng. Nhưng mà hiện tại thì đi thấy cũng một cái số nhà đóng cửa rồi cho thuê, đủ thứ loại luôn. Mặc dù đây là ngày hôm nay là cũng là thứ sáu rồi, mà gia đình chúng ta thấy mặt bằng như thế này đây, cũng khép lại bớt rồi, đóng cửa như thế này luôn. Cho nên là tình hình kinh tế bây giờ thì cũng gọi là rất là trì trệ luôn, rất là bất ổn. Thì những cái mặt tiền như vậy đây, gia đình chúng ta thấy là ở trung tâm quận nhất đường Khí Con, như một cái mặt tiền như vậy thì một cái tòa nhà 5-6 tầng như thế này thì cho thuê là mấy trăm triệu mà nói. Nhưng mà hiện tại thì thời điểm hiện tại thì gia đình chúng ta thấy là cũng rất rất là vắng luôn. Thì nhìn chung thì rồi là bây giờ là những người mà có nhà mặt tiền gì là những người rất rất là giàu rồi, nhưng mà bây giờ họ cũng khóc ròng, tại vì những cái tài sản họ nó bây giờ không có đẻ ra được lợi nhuận, không có thu về cái dòng tiền hàng tháng. Cho nên là cũng rất rất là căng luôn. Khu vực này thì người ta chuyên về bán cái bình ắc quy điện đây. Tất cả đây là đây, kế bên là có tiệm sửa xe nữa nè, kéo theo cũng rất là hay. Thì khu vực này thì nhìn chung là buôn bán khá là ế ẩm luôn cả nhà mình. Mình sẽ đi thêm một vòng xích lên nữa thì khu vực này thấy quá trời buôn bán ế luôn. Và đây là hàng hóa là gần như là im lìm hết luôn. Cả nhà mình thấy đây, hàng quá là gần như là im lìm hết, là các tiệm là không có người luôn, không có khách, mà cũng nhân viên thì cũng chả thấy luôn. Cho nên là bây giờ chủ mà không có đủ tiền để thuê nhân viên nữa, tại vì không có buôn bán được rồi thuê nhân viên là cũng ngồi không, rồi trả tiền nặng quá. Cho nên là tình hình bây giờ là rất là khó khăn luôn. Nhưng mà ở đây thì đi nghe nói là cái thời điểm này thì những người ở quê có ruộng có đất người ta lại sướng. Vì sao lại gọi là sướng ạ? Vì người ta có ruộng có đất có sản xuất rồi, mặc dù thu nhập không cao nhưng mà cuộc sống nó cứ tèn tèn, nó thoải mái lắm, không bị áp lực gì hết. Giả sử như kinh tế phát triển mạnh và thị trường nó mạnh thì người ta thu lợi nhuận nhiều một xíu, còn kinh tế mà nó trì trệ lại thì người ta thu lợi nhuận ít một xíu. Nhưng người ta có đất có nhà có tiền có của sẵn rồi, vì ở quê thì chi phí sinh hoạt nó cũng khá là nhẹ nhàng, cho nên là cuộc sống ra quê nó rất là thoải mái luôn. Ở đây thì gia đình mình thấy là ngay chỗ Pha Lê Khí Con là câu lạc bộ nhà hàng bia đó, nhưng mà bây giờ thì cũng đóng cửa hết đây, không thể kinh doanh được vào cái thời điểm này. Thì cả nhà mình thấy đây, bồ câu thì đậu làm tổ trên luôn. Thì thời điểm này thì rất là khó khăn, cho nên là kinh doanh gần như là các ngành nghề, đã thấy ngành nghề nào nó cũng vắng hết. Mình vô chợ thì thấy chợ vắng, vô siêu thị thì thấy siêu thị vắng, mình vô mấy cái chỗ chợ dân sinh đồ, các đồ nghề dụng cụ đồ thì xây dựng đồ á thì cũng vắng. Cho nên là về đến chợ Bình Điền thì thấy cũng vắng, không biết là bây giờ là nền kinh tế là tiền đang xài cho cái gì và đi đâu về đâu, hay là đang bị bốc hơi một cách rất là trầm trọng luôn đó. Thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nữa, mình đi qua đây xem ở bên con đường Nguyễn Thái Bình này thì có khác gì không. Thì gia đình chúng ta thấy là cửa hàng rất 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 là nhiều luôn đây, nhưng mà vẫn rất là im đềm lên. Cái nhà mình nhìn là những cái cửa hàng như thế này là không có người luôn, không có khách ra vô, thì người bán cũng rất là ít. Cho nên là bây giờ thì không biết sao nữa. Sáng mà gia đình chúng ta biết mỗi ngày mà mở cửa vậy là tiền mặt bằng, điện nước, nhân viên, thuế má đồ nữa, rồi chưa nói tới là cái dòng tiền mình kinh doanh thì lãi suất ngân hàng nữa, biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thấy ở đây thì không có khách, rất là tội nghiệp cho bà con tiểu thương ở đây. Ở đây cả nhà mình thấy này,
đi mà ngay chỗ cái giờ cao điểm 10 giờ mấy 11 giờ là cái giờ này là mua bán nhộn nhịp nhất, ghi cố tình ghi canh cái giờ này để gia đình chúng ta thấy được cái cảnh nhộn nhịp ở đây. Nhưng mà rõ ràng là vào đây thì gia đình chúng ta thấy lại là một cái màu kinh tế nó rất là ảm đạm, rất tội cho bà con tiểu thương ở đây. Người ta kinh doanh, có người là người ta kinh doanh cũng mấy đời luôn, đời ông rồi truyền lại cho đời cha lại truyền lại cho đời con, kinh doanh gần ba đời ở đây. Nhưng mà bây giờ là tình hình kinh tế như vậy thì dù là cái nghề mà gọi là tổ truyền luôn đó, nó gọi là kinh doanh cái nghề nhiều gia đình gọi là gia truyền, tổ truyền, nhưng mà bây giờ thì cũng đành bó tay, không thể nào mà cứu vớt nổi cho nổi cho cái thảm kịch kinh tế như thế này. Thì không riêng về Việt Nam đâu, thì nghe nói là các nước luôn ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, đầu châu Âu rồi thì họ cũng cùng một cái cảnh tượng luôn, là làm ăn rất là khó khăn, là kinh tế như là toàn cầu đang bị gọi là suy thoái tất cả luôn, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta như vậy thì so với tất cả các nước khác thì có phần là còn đỡ hơn nữa, chứ không phải là nhiều nước còn thê thảm hơn rất là nhiều. Đây thì cả nhà mình thấy đó, một cái cửa hàng lớn như vậy đây mà khách ra vô không có, hàng đóng gói không có, cái gì cũng không có, ngồi cả ngày bán được có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thì không đủ tiền ăn sáng ăn trưa nữa, lấy đâu ra mà tiền vốn điện nước nhân viên nữa. Cả nhà mình thấy con đường Nguyễn Thế Bình đây mà bây giờ mặt bằng cũng phải đóng. Ở đây là phải nói là một cái mặt tiền căn nhà đi, một trệt ba lầu đó, một trệt ba lầu đó thì giá trị rất là cao luôn, cho thuê cái trăm mấy triệu một tháng mà bây giờ đóng cửa im đềm như thế này đây. Viện chăm sóc da và sức khỏe béo Nhật Bản, gia đình chúng ta thấy một cái cửa hàng thẩm mỹ như thế này mà người ta bỏ đi, mà người ta bỏ bản hiệu luôn. Cái thương hiệu nó quan trọng lắm, người ta mà dẹp một bằng là điều trước tiên là người ta tháo bỏ cái thương hiệu, nhưng mà bây giờ cái thương hiệu người ta cũng không cần quan tâm luôn. Ở đây thì cái nhà mình thấy đây, cho thuê nhà nguyên căn đây, mặt bằng như thế này đây, còn tiệm tóc rồi gia đình chúng ta thấy là không có khách luôn, rất là buồn luôn. Phải vào trung tâm quận nhất rồi, đã thấy tình hình kinh tế nó ảm đạm rất là nhiều. Hiện tại thì các quận vùng ven thì huyện rồi thì phát triển tương đối đỡ hơn, còn ngay trung tâm này gọi là bị thương trầm trọng luôn. Không biết là bây giờ để các đại gia đang chuyển hướng đầu tư như thế nào, nhưng mà thật sự là thấy là các đại gia ngay chỗ khu vực trung tâm Sài Gòn này thì tháo chạy rất là nhiều rồi, gần như là bỏ của chạy lấy người hết, rồi họ chuyển sang một cái hướng khác, tại vì ở đây bây giờ là kinh doanh khó khăn quá. Bây giờ Ri sẽ rẽ theo nữa qua con đường Nguyễn Thế Bình bên đây nữa. Thì cả nhà mình thấy đó, nguyên một cái khu vực này luôn mà nó ế ơi là ế luôn, vắng. Cái khu này thì lúc trước là có mấy cái nhà xe chành xe đi Vũng Tàu đây, Vũng Tàu, Phan Thiết rồi đây rất là nhiều đây. Thì để đi xe rất là nhiều nhưng mà ghi quên tên rồi. Lâu quá rồi đi không có ra đây, không có nhớ tên được. Thì đây thì đây là để cho thuê nhà nữa nè. Nguyễn Thế Bình này là khu tất vàng đây, nhưng mà các quán ăn rồi thấy cũng vắng, tình hình nhìn chung ở đây luôn là thấy khá là vắng luôn cả nhà mình. Cái bảng nhà cho thuê thì nhan nhản luôn. Ngày xưa mà muốn thuê cái mặt bằng ở đây thì không phải là chuyện dễ dàng, làm gì có mặt bằng trống để mà cho thuê. Chưa hết hợp đồng nữa là người khác đã đặt cọc giữ chân rồi, cho nên là khó, rất khó để mà tuyển thuê được. Bây giờ thì thôi rồi, thôi bây giờ đúng rồi, xe du lịch Hoa Mai đây, cái chạm xe Hoa Mai thì đi về Vũng Tàu ký gửi hàng hóa cũng rất là nhiều đây, chạm xe này rất là đắt luôn. Bây giờ thì ở đây thì thấy cũng vắng tẻo teo, leo ve vài khách như thế này đây, khách rất là ít, một hai chiếc xe đậu chờ lấy hàng thôi. Bây giờ thì lượng người mà di chuyển về từ tỉnh lên thành phố lên tỉnh cũng ít lại. Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Huy Hoàng nữa đây, là mấy cái chạm xe gọi là buôn có bạn bán có phường đi liền với nhau luôn, mà bây giờ cũng thấy rất là vắng luôn cả nhà mình. Bây giờ là kinh doanh gì cũng khó khăn hết, làm là cầm chừng. Bây giờ thì cái đồng tiền vừa lãi ngân hàng nữa, phải làm để xây hàng tháng để trả lãi rồi, nếu mà không làm thì nó sẽ sụp luôn.
bị ngân hàng siết tài sản luôn, cũng rất là khó khăn. Bây giờ thì ngay ngã tư này thì đường Nguyễn Thái Bình với Phó Đức Chính đây, rồi mời cả nhà sẽ đi thêm một đoạn nữa xem như thế nào, chứ lâu lâu mà chạy ra ngay chỗ trung tâm của thành phố ngay quận nhất đây thì thấy cái cảnh này cũng buồn quá cả nhà. Khu vực này thì quá trời đất đỏ mà bây giờ lại như thế này đây. Người giàu mà ngồi người ta có một cái căn nhà mặt tiền ở khu vực trung tâm quận nhất này thôi, người ta cho thuê tháng cả trăm triệu, trăm mấy, 200 triệu, tùy theo mặt bằng nhỏ lớn, cho nên là người ta sống khỏe re luôn. Người ta có thể là thuê cái nhà khác thậm chí là người ta dư tiền để mua cái nhà nhỏ nhỏ đó ở thoải mái, nó không cần làm gì hết, thì sống nhờ cái tiền cho thuê nhà thôi. Nhưng mà bây giờ thì cũng thua, bây giờ nhà không cho thuê được thì cái cuộc sống người ta cũng mất đi thu nhập luôn. Và có nhiều nhà là người ta phải rao bán luôn, lý do là bây giờ không còn thu nhập nữa. Sống thì người ta chỉ ỷ lại vào cái mặt tiền cái nhà này cho thuê quá ngon là bao nhiêu đời nay rồi, thì bây giờ thì nó hoàn toàn trái ngược lại. Đây là xe Toàn Thắng đây, khu vực này thì xe có nhiều cái trạm xe đi về Vũng Tàu ha. Đây, phở đồ thì buổi trưa thì cũng thấy cũng vắng. Đây thì khu này thì thấy vắng quá cả nhà. Không biết là bây giờ bà con người ta sống như thế nào nữa, chứ bây giờ thì nhìn quận nhất là thấy rụng rốn rồi, thê thảm quá. Rồi để đi sẽ rẽ vào đây xem khu vực bên đây thì như thế nào. Đây, chỗ cái công ty sổ số Việt Lót đây, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đây, thì khu vực này thấy là có quán cậu cả đây, có một cái quán ăn khá là lớn ở đây, nhà hàng, nhưng mà thấy tẻo teo. Bây giờ thì nhà hàng thì khoảng 10 giờ là người ta mở cửa rồi, nhưng mà giờ này 11 giờ mấy rồi, 11 giờ rồi mà không thấy ai hết. Ngày xưa thì đây là nội là có một cái xe cà phê thôi, cái vỉa hè thôi, thì bán cũng nộp cả ngày luôn, mua nhà mua cửa rồi thoải mái. Mà bây giờ thì thấy vắng tẻo rồi teo luôn, không có khách hàng, không có gì hết, tòa nhà đóng cửa cho thuê, văn phòng thì đa số là ngưng trệ hết, việc làm thì khó khăn. Cho nên là bây giờ thì kể cả nhà mà có hôm buổi chiều mà đi ra quận nhất thì thấy các anh chị mà nhân viên văn phòng đi làm về là nét mặt rất là căng, rất là đăm chiêu, chạy một mạch một về nhà. Không như ngày xưa khi ra về ý ới ăn ở đâu, nhậu ở đâu, ghé chỗ nào. Bây giờ thì không còn như vậy nữa, cho nên là rất là buồn luôn. Bây giờ là cái gì cũng khó khăn hết. Ngân hàng BIV đây thì ngân hàng này thấy khá là lớn luôn nè, mà xe thì dắt xe nhân viên không thấy khách. Bây giờ là kinh tế khó khăn, giao dịch nhiều là do các văn phòng, các công ty rồi người ta dòng tiền người ta chạy liên tục. Mà bây giờ văn phòng công ty đồ thì làm ăn cũng khó khăn, ngưng trệ nữa, cho nên là bây giờ cái giao dịch nó cũng ít, rất là ít luôn. Kể đó kéo theo thì ngân hàng nó cũng gọi là ế khách, vắng khách. Đây đi khu này thấy kể cả quận nhất bây giờ mà xe hơi cũng ít nữa. Lúc trước ra xe hơi đấy nộp do là giao dịch rất là nhiều, thì cái xe lượng xe lưu thông rất là nhiều. Thì bây giờ gia đình chúng ta thấy cũng trung tâm quận nhất thì như vậy, thì chỉ thấy le ve vài chiếc xe thôi, nó không được gọi là hoành tráng nữa. Đây thì tình hình rất là căng, phải nói là căng quá trời căng luôn. Vậy sẽ đi thẳng vô nữa coi xem như thế nào. Ở đây thì chiêu chiêu đây, đi copy thì không thấy một khách nào luôn. Buôn bán đây thì gia đình chúng ta thấy đây, đây là phụ tùng tất cả các loại Nam Thái, cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô các loại nè. Kinh doanh ô tô bây giờ cũng chết lớn nữa, bây giờ ô tô thì nằm không hết, ngân hàng thanh lý hết nhiều cái luôn, cho nên là bây giờ là chỗ nào cũng vắng hết. Những cái ngành nghề mà rất là hot lúc trước, phụ tùng ô tô đồ chơi mà xe về mấy anh đâu có để riêng đâu, anh ngứa tay ngứa chân lắm, mấy anh độ cái này, mấy anh chế cái kia, mấy anh thay đồ này, mấy anh thay đồ kia. Nhưng mà bây giờ thì thua rồi, tiền đâu nữa mà thay, tiền đâu nữa mà muốn cái này muốn cái kia. Cho nên là kinh tế bây giờ thì rất là ảm đạm luôn cả nhà mình. Chỉ thấy là tình hình quá trời căng luôn. Đây thì
ngay chỗ cầu này là cầu Cam Mét đây cả nhà mình, cầu Cam Mét đây. Thì để Ghi sẽ dòng ra chỗ đại lộ Võ Văn Kiệt nha. Nếu cầu Cam Mét này gia đình chúng ta lên cầu luôn thì sẽ qua quận 4, kết nối giữa quận 4 quận 1 đây. Thì cái lượng xe giờ này thì thấy cũng khá là ít, không có nhiều. Phải nói là kinh tế khó khăn, thắt chặt nhiều cái, cho nên là người dân người ta cũng hạn chế ra đường. Tại vì ra đường thì thứ nhất là đổ xăng nè, rồi cũng phải thấy đụng này cái kia, mua này mua kia, cũng phải xài tiền nữa, cho nên là cũng hạn chế nhiều cái. Đó thì bởi vậy cho nên là bây giờ thì ai cũng thắt chặt hết để tiết kiệm chi tiêu. Bước ra chợ thì sợ ngứa tay mua đồ đúng tiền đâu. Thì chợ dân sinh thì buôn có bạn bán có phường mà. Ngoài cái chợ thì gia đình chúng ta thấy là kéo theo rất là dài ở đây đây. Nhưng mà lượng khách thì thôi thua. Nước sơn rồi đây, vật liệu xây dựng rồi mua bán rất phụ liệu về cho ngành xây dựng đây. Đây là lưới thép rồi đây. Thấy là cực kỳ im đềm luôn. Nhà mình thấy là gần như là nhìn cô chủ ngồi bâng quơ mà nhìn ra ngoài đường ngó đi ngó lại không có thấy một khách mà rất là căng luôn, không biết phải như thế nào nữa. Tình hình đây bây giờ là buồn lắm. Nói chung là giai đoạn này thì những người mà những cô chú nào mà có đất có nhà độ quê có điều kiện sản xuất kinh doanh đó thì nó sẽ gọi là may mắn hơn so với trung tâm Sài Gòn. Trung tâm Sài Gòn giờ thì phải nói là lâm nạn rồi, nặng quá nặng. Đó, đi đây mà gia đình chúng ta thấy ra đại lộ Võ Văn Kiệt rồi đây, mà cái lượng xe cũng rất là ít, lượng xe qua lại thì không nhiều. Thì người dân đa số là giờ này mà cũng thấy cái anh công nhân đang chạy ngoài đường thì chắc là từ công trình này qua công trình kia đổi với nhau rồi, hoặc là lang thang, khách rất là ít, công việc cũng rất là ít, bây giờ tìm việc rất là khó khăn. Ngày xưa mà bây giờ công nhân mà lương tháng 5 triệu 6 triệu mà đi khắp mấy cái khu nghiệp luôn, đi mỗi chân luôn, không ai thuê, đến mức độ như vậy luôn rất là khó. Bây giờ không biết phải làm sao nữa. Chạy giáp một vòng luôn mà thấy là quận nhất thì thôi xong rồi. Đây là cái cửa hàng ngay chỗ mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt đây, rất là nhan nhãn luôn, thấy nó đóng cửa rất là nhiều. Mặt tiền là một cái nơi kinh doanh rất là đắc địa mà nó bán khu vực này là bán 24/24 luôn mà bây giờ phải đóng cửa, bỏ trống hết như thế này đây, rất là buồn. Đây thì không biết phải nói làm sao nữa, quá buồn luôn cả nhà. Thì bây giờ thì Ghi cũng đã chạy lại tới chỗ gốc đại lộ Võ Văn Kiệt với đường Già Xin đây, ngay cái điểm xuất phát điểm ban đầu. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn cái chợ dân sinh này. Xin cảm ơn gia đình rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của Ri Sài Thành TV. Xin chân thành cảm ơn.